Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta đi vào trong bài học hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Bài thứ nhì này chúng ta nói đến thái độ của tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta đến và được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì chúng ta phải có thái độ như thế nào? Thứ nhất là chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng của chúng ta và biết một cách chính xác những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận. Cho nên chúng ta đến với Chúa bằng hết cả tấm lòng chân thành. Chúng ta không có gọi là che giấu một cái gì hết, cũng như không có giả tạo. Nhưng mà chúng ta thành thật, trung thực, thành thật ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sẽ thấy Chúa nghe đáp ứng lại. Nhưng mà nó được xuất phát từ tâm linh của chúng ta, con người bề trong của chúng ta. Mình chính Đức Giê-xu Ngài nói đó là Cha tìm kiếm những người lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Ngài, như răng chương 4 câu 23-24. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Như vậy chúng ta thấy khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải thành thật. Như Chúa Nhật chúng ta đã được nhắc nhở về thái độ của người Cha đó, thì chúng ta nhớ ông kêu lên: Lạy Chúa, con tin, xin giúp đỡ chỗ không tin của con. Ông nhận biết rằng còn có những cái góc cạnh nào đó trong đời sống của ông, trong tấm lòng của ông là còn vô tín, thì ông xin Chúa Ngài giúp đỡ cho những cái phần đó. Đấy, ông có một cái đức tin kiện toàn ở trong Chúa, một đức tin vững chắc từ nơi Chúa. Đó cũng là một tấm gương mà chúng ta cần nhớ đến. Hãy thành thật với Chúa. Thứ hai, chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha, và Ngài xứng đáng được con cái của Ngài yêu mến và kính trọng, giống như Cha phần xác của chúng ta vậy. Thái độ của chúng ta là phải tôn vinh Ngài đúng như cái cách mà lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Chúng ta không đến với Chúa với thái độ khinh suất. Chúng ta đến với Chúa với thái độ chúng ta kính trọng Chúa, chúng ta kính sợ Ngài. Thứ ba, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta phải khiêm nhường bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Như lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất chương 5 câu 6 đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa thì Ngài đến gần những người khiêm nhường, nhưng mà Ngài chống lại những kẻ kiêu ngạo. Cái chữ khiêm nhường mà chúng ta thấy ở tại đây, cái nghĩa của nó có nghĩa là gần ở dưới đá bình, hay là không quá xa ở trên cái nền của nó. Mang cái hình ảnh đó là khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta phải có trong cái thái độ không hạ sát đất, mà cũng không kiêu ngạo ngóc đầu lên như là một cái người nông, nhưng mà Chúa cho chúng ta có một thái độ khiêm nhường. Tôi hiểu cái chữ này nó tương phản với lại cái sự khiêm nhường mà người Việt của chúng ta hay là người Á Châu của chúng ta thường nghĩ rằng mình là người khiêm nhường. Đó là chúng ta thấy thí dụ như là những người Nhật Bản, thì chúng ta thấy mà tại đó cái thái độ như là một cái người khiêm nhường đó, thì họ cúi xuống ở trước một người khác như là một cái cúi rất là sâu, hầu như là cái đầu của họ, cái lưng họ ngang với lưng quần của họ. Người Việt Nam của chúng ta thì nói một cái thái độ khiêm nhường là chúng ta đi một cách khúm núm, chúng ta đi giống như là mình đi ở trên những cái ngón chân của mình á, mà mình giống như là khúm núm như vậy, thì đó là một cái thái độ của người khiêm nhường. Và khi tôi học hỏi trong lời của Chúa thì không, khiêm nhường là chúng ta sống đúng với cái địa vị của mình và cái vị trí mà Chúa Ngài đặt để chúng ta. Đó là người khiêm nhường. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta có một cái lượng đức tin, thì chúng ta được ở trong cái mức độ nào hãy bước đi trong mức độ đó. Đó là sự khiêm nhường. Khiêm nhường trước mặt Chúa là sống đúng, không hơn cũng không thấp những gì Chúa đã cho chúng ta. Trước mặt Chúa khi chúng ta đến ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong sự hầu việc Ngài, chúng ta phải có một khiêm nhường, nhớ mình là ai trong Đấng Christ. Chúng ta không ngẩng cao đầu quá hay là hạ thấp quá địa vị của mình ở trong Đấng Christ. Chúng ta sống đúng như vậy. Chúa cho chúng ta được đặc ân để chúng ta đến gần ơn phước của Chúa. Chúa cho chúng ta được địa vị để đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. Nhưng mà chúng ta đến ở trong cái thái độ biết ơn Chúa vì mình được cái vị trí này và được cái đặc ân này, chứ không phải là do công đức riêng của mình hay mình là ai mình có thể đi ra mắt Chúa với một cái thái độ của một cái người ngông cuồng. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Thứ tư, chúng ta thấy chúng ta nên giữ lòng của mình trong sạch bằng cách xưng tội và ăn năn. Vì Đức Chúa Trời Ngài tha thứ cho những người xưng những cái lỗi lầm của mình. Và khi Chúa Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy tội lỗi, thì chúng ta nên ăn năn và chọn quay lưng khỏi cái lối sống tội lỗi đó và chúng ta đi con đường khác. Đây là một điều mà tôi tin rằng rất là quan trọng để chúng ta nhớ, bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thánh khiết. Tội lỗi của chúng ta làm ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Ê-sai 59 cho chúng ta nói rằng tội lỗi của chúng ta làm cho cánh tay của Chúa không thể giới đến chúng ta được, và lỗ tai của Ngài cũng không lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta được. Chỉ trừ trường hợp tội lỗi được cất đi thì chúng ta mới có thể đến gần với Chúa được. Bởi vì tội lỗi
làm cho Đức Chúa Trời không còn nghe lời cầu nguyện của dân sự của Chúa nữa. Nên khi chúng ta có những cái vấp ngã trong đời sống của mình, tôi khuyên là lập tức ăn năn quay trở lại với Chúa để chúng ta là được ở trong cái mối liên hệ tốt đẹp với Chúa, và chúng ta không để cho tội lỗi nó ngăn cản chúng ta hay là ngăn cách chúng ta đối với sự hiện diện của Chúa. Anh chị em nhớ điều đó. Các loại cầu nguyện mà chúng ta thấy lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong nhiều hình thức khác nhau, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu trong bài cầu nguyện mà Chúa dạy cho chúng ta thấy một số hình ảnh. Thứ nhất là cái thể loại của cầu nguyện, đó là ca ngợi và cảm tạ. Ca ngợi và cảm tạ là một phần của cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa bảo chúng ta hãy cầu nguyện như thế này: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Đó là một cái thái độ của sự ca ngợi, cảm tạ Chúa cho những điều Chúa đã làm ở trong đời sống của chúng ta. Như lời của Chúa trong Thi Thiên 100 câu 4: hãy cảm tạ mà vào các cổng của Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang của Ngài, hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Cảm ơn Chúa khi chúng ta đến với Chúa ở trong cái thái độ đó, để chúng ta biết rằng Chúa Ngài vui lòng. Và cảm ơn Chúa vì bản thể của Ngài, vì Ngài không thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Và Thi Thiên 145, nếu chúng ta nhớ Thi Thiên này, vì Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài cứu dân sự của Chúa, Ngài làm những phép lạ lớn lao, Ngài làm những công việc kỳ diệu trên đời sống của họ, và Chúa Ngài không thay đổi trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Chúng ta đừng sửa lời của Chúa cũng như sự mong đợi của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Đừng sửa chữa lời của Chúa, mà hãy để cho lời của Chúa sửa chữa hoàn cảnh của chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện với hết cả tấm lòng của mình, tin rằng Chúa Ngài sẽ can thiệp vào. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Có ba điều tốt mà Chúa Ngài đã làm cho bạn trong tuần này là gì? Tí nữa khi chúng ta ở trong nhóm của mình, chúng ta chia sẻ với nhau. Và khi chúng ta chứng kiến điều đó, chúng ta kinh nghiệm điều đó, nó đã làm gì trong tấm lòng của chúng ta trong cái tình huống đó, và nó giúp đỡ cho chúng ta đến với Chúa cảm tạ Ngài như thế nào. Anh chị em, Chúa làm phép lạ rất nhiều trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta cần phải quan sát. Và bằng không thì chúng ta sẽ có cái thái độ bàng quang như những người khác. Nhưng mà là con cái của Chúa, nhất là chúng ta được Chúa Ngài kéo chúng ta để chúng ta đến gần với Chúa và bước vào trong chức vụ của cầu nguyện và cầu thai đó, thì một trong những điều chúng ta cần làm đó là chúng ta khi cầu nguyện xong, chúng ta để ý và xem Chúa đáp lời cầu nguyện đó như thế nào, để chúng ta trở lại và chúng ta cảm ơn Chúa. Đừng cầu nguyện sống giống như là chúng ta ném đại cái lời cầu nguyện của mình lên trời, rồi dính Chúa thì dính, trúng Chúa thì trúng, còn chúng ta làm xong rồi chúng ta phủi tay. Nhưng lời cầu nguyện phải được đeo đuổi bằng việc chúng ta quan sát xem Chúa Ngài làm gì với lời cầu nguyện đó. Thì Đức Chúa Trời Ngài rất là vui lòng khi chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài đáp lời, chúng ta trở lại, chúng ta cảm ơn Chúa. Có một con người được biết là một con người của sự cầu nguyện. Ông George Mueller, khi ông qua đời, thì người ta cộng lại, người ta thấy rằng trong cuộc đời của ông, Chúa đã đáp lời cầu nguyện của ông hơn 30.000 lời cầu nguyện. Và làm sao người ta biết được? Bởi vì người ta đọc ở trong cuốn Kinh Thánh của ông. Ông tìm được một cái lời hứa của Chúa cho cái nhu cầu mà ông đối diện. Ông viết xuống ngày ông cầu nguyện. Và khi Chúa Ngài đáp lời, ông trở lại, ông ghi ngày Chúa đáp lời. Và ta cộng lại hết thì người ta thấy rằng hơn 30.000 lời cầu nguyện đã được Chúa Ngài đáp lời. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta có thái độ, chúng ta sau khi cầu nguyện, chúng ta vẫn theo dõi để xem Chúa Ngài đáp lời như thế nào. Đó là thái độ mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài cũng nhìn thấy trong tấm lòng của chúng ta. Nếu Ngài thấy chúng ta chỉ là những người cầu nguyện xong rồi chúng ta dục bỏ qua một bên đó, chúng ta quên đi đó, thì Chúa Ngài cũng sẽ không đáp lời cầu nguyện. Tôi tin rằng Ngài lắng nghe và Ngài xem thái độ của tấm lòng của chúng ta, để chúng ta có mong đợi sự đáp lời của Chúa hay không. Hay chúng ta chỉ làm cho có lệ, làm cho đủ lễ. Và khi chúng ta cầu nguyện với cái tinh thần như vậy, tôi tin rằng Chúa Ngài rất vui và Ngài sẽ làm những việc lớn cho chúng ta. Thứ hai thì chúng ta thấy một cái thể loại cầu nguyện, đó là xưng tội và tha thứ. Khi chúng ta được Chúa Ngài chỉ ra tội lỗi, ăn năn ngay tức khắc như Ê-sai 59 câu 1 và câu 2. Và điều này chúng ta cần để ý, đó là không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những sai phạm của mình. Cho nên chúng ta nhờ Chúa. Tác giả của Thi Thiên cầu xin Chúa là: Chúa nguyện xin sự suy nghĩ của lòng con, lời nói của miệng con được đẹp ý Ngài. Ông xin Chúa Ngài xét tấm lòng của ông. Thì chúng ta đến với Chúa trong thái độ đó, xin Chúa Ngài giúp đỡ, xin Chúa Ngài giúp đỡ. Và đây là điều tốt nhất. Chúng ta không phải là những người đi tìm và bới tìm ở trong cuộc đời của mình xem có cái gì sai trật. Thì khi chúng ta làm như vậy, có thể chúng ta trở nên những người gọi là ăn năn quá lố. Bởi vì có những điều chúng ta đã trình ở Chúa, chúng ta xin và nhận sự tha thứ của Ngài, thì điều đó được đặt ở tại thập tự giá, tại chân của thập tự giá. Chúng ta không tiếp tục nài nỉ Đức Chúa Trời để Ngài tha thứ cái điều Ngài đã tha thứ cho chúng ta rồi. Một khi đã được giải quyết thì Đức Chúa Trời Ngài tha thứ xong, Ngài quên đi điều đó. Thì chúng ta đến với cái thái độ là chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta, và khi Chúa chỉ ra, chúng ta ăn năn rồi chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Ở trong lời cầu nguyện có một cái mối tương quan giữa điều Chúa làm cho chúng ta và những điều chúng ta phải làm, đặc biệt là về sự tha thứ. Chúa Giêsu nhấn mạnh với chúng ta, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác thì
thì cha chúng ta trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta. Chúa Giêsu dạy và Ngài đã cài đặt cái ý này trong lời cầu nguyện Chúa dạy chúng ta. Xin tha tội cho chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta để ý, chúng ta sẽ rất là hữu ích nếu chúng ta kiểm tra bản thân của mình trong ba lĩnh vực sau đây. Nhất là cái tính không tha thứ có thể len lỏi vào trong chúng ta. Thứ nhất đó là không tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Thứ hai là không tha thứ đối với Chúa, bởi vì Chúa đã không can thiệp theo cách chúng ta muốn Ngài can thiệp. Tuần rồi tôi có chia sẻ với anh chị em một cái ý, tức là có những lúc chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nghĩ rằng Chúa nên làm cái phép lạ này, Chúa đáng phải làm cái phép lạ này vì nó lợi ích cho nước của Chúa lắm. Mà khi không xảy ra thì chúng ta buồn Chúa, chúng ta cay đắng với Ngài, không dám nói thành lời, nhưng mà trong lòng của chúng ta có khoảng cách với Chúa. Chúng ta xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ có một cái tinh thần là chúng ta giải quyết cái điều này với Chúa. Tôi đề nghị với anh chị em hôm ngày Chủ nhật, đó là cái thái độ của chúng ta, đó là xếp những cái lời cầu nguyện và những trường hợp chúng ta cầu nguyện mà không thấy Chúa Ngài đáp lời vào ở trong cái hồ sơ gọi là không thể giải thích được. Rồi chúng ta tiếp tục hỏi về Chúa. Bởi vì nếu ở trên thành phố này, nếu ở trên thế giới này mà chúng ta đặt cái câu hỏi là Chúa còn làm phép lạ hay không đó, thì đáng lý rằng tất cả chúng ta, những người nhóm lại của VBC Houston, chúng ta đều có thể nói rằng Chúa vẫn làm phép lạ. Vì chúng ta thấy quá nhiều, chúng ta không thể nào giải thích cái gì khác hơn được là Chúa vẫn còn làm phép lạ. Và chúng ta cũng có thể xác nhận một cách rất là rõ ràng, Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã chữa lành, Ngài đang chữa lành và Ngài sẽ tiếp tục chữa lành, vì Chúa vẫn y nguyên. Amen anh chị em. Thì chúng ta có những trường hợp chúng ta không thấy Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện theo cách chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta có buồn Chúa vì điều đó, giải quyết với Chúa, đặt câu hỏi với Ngài. Và nếu mà Chúa vẫn yên lặng thì chúng ta để dành đôi khi chúng ta gặp Chúa mặt đối mặt, chúng ta sẽ hỏi. Rồi chúng ta tiếp tục tiến tới ở trong ơn của Chúa. Chúng ta tiếp tục lại cầu nguyện. Và chúng ta tiếp tục gõ cửa thiên đàng vì những lời hứa của Chúa, và Chúa Ngài kêu gọi chúng ta xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ cửa sẽ được mở cho. Thì chúng ta thấy rồi Chúa Ngài lại xác nhận, vì hãy xin thì được, hãy tìm thì được gặp, và gõ cửa thì sẽ được mở cho. Chúng ta tiếp tục tấn tới trong ơn của Chúa và tiếp tục phục vụ, tiếp tục cầu nguyện. Vì chúng ta không biết hết tất cả mọi sự. Như Chúa Nhật chúng ta đã được nhắc nhở, có những điều mà nếu cái phép lạ xảy ra đó, nó có thể cản đường cho kế hoạch muôn đời của Đức Chúa Trời được thực hiện. Để cho lời của Chúa được ứng nghiệm, Chúa Giêsu từ chối việc cầu nguyện để xin cha sai 12 đội thiên sứ đến để giải cứu Ngài ngay tức khắc. Mặc dù ngay trước đó, trong giây lát, Chúa đã lượm cái vành tay của Mang Chu và Chúa Ngài đắp trở lại vào trong cái mặt của ông, thì chúng ta thấy rằng tay của ông đã được chữa lành. Phép lạ xảy ra ngay trước đó và Chúa Giêsu cũng từ chối cái phép lạ của sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta một điều là có những điều trong đời sống này chúng ta không thấy hết. Phần của chúng ta cứ bởi đức tin dựa theo lời của Chúa và nhu cầu cứ cầu nguyện. Cái việc đáp lời cầu nguyện của chúng ta thì theo như lời của Chúa hứa với chúng ta thì rất là nhiều, nhưng mà chúng ta cũng dành một cái chỗ, đó là Chúa vẫn là đấng toàn quyền cai trị. Chúng ta giao trong tay của Chúa cho những công việc đó. Thứ tư là cái sự cầu nguyện của chúng ta, đó là cầu xin. Khi chúng ta trình dâng lên Chúa những nhu cầu một cách khiêm tốn, chúng ta đệ trình cái lời cầu nguyện của mình lên đấng toàn quyền cai trị. Và chúng ta nên chú ý và nhận ra những gì chúng ta đang cầu xin. Như tôi nhắc anh chị em, chúng ta phải cầu xin một cách cụ thể. Và khi chúng ta cầu nguyện xong, chúng ta để ý xem Chúa Ngài đáp lời như thế nào. Tôi cam đoan với anh chị em, nếu anh chị em có cái thái độ đó, anh chị em sẽ thấy rằng Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta rất nhiều, nếu không nói là 100%. Và dĩ nhiên là có những sự Chúa Ngài đáp lời là phải Chúa Ngài làm. Ở những trường hợp Chúa Ngài bảo chúng ta chờ đợi, vì chúng ta nhận biết rằng trì hoãn không phải là bị Chúa bỏ. Và thứ ba là Chúa Ngài trả lời là không, trong trường hợp này là không. Thì chúng ta cầu xin Chúa với một cái thái độ hết sức là tin cậy như vậy, mà giao ở trong tay của Chúa. Với cả đức tin thì chúng ta sẽ thấy lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhận, nhất là đức tin của chúng ta đơn sơ như con trẻ, tin rằng Đức Chúa Trời nghe và sẽ hành động để đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Đức tin như con trẻ. Con trẻ chúng ta thấy rằng nó rất là dễ tin, và chúng ta cũng cần phải có thái độ như vậy. Nhưng mà đừng làm những con trẻ sau thời gian trưởng thành rồi đó,
thì bắt đầu nghi ngờ. Chúng ta thấy con nít trẻ con rất là dễ để nó tin, người lớn nói sao nó tin, rất là dễ tin. Chút thì chúng ta lựa chọn cái thái độ mà chúng ta cho nó một cái nhãn hiệu, đó là đầu của tôi có sạn rồi mục sư. Tôi nghe mục sư giảng như vậy nhưng mà đầu của tôi có sạn, tôi không có dễ tin giống như mục sư nói đâu. Xin Chúa ngài cho chúng ta gỡ những cục sạn nó dục bỏ. Có thể là cái thất vọng của chúng ta, hay là có thể chúng ta đụng vào ở trong những công việc liên quan đến chương trình kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Công việc của chúng ta là trở lại của đức tin đơn sơ như con trẻ, để chúng ta sẽ tiếp tục nhận được những phước hạnh từ nơi Chúa ngài ban cho. Amen anh chị em. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta trong tài liệu chúng ta trở lại và nghiên cứu thêm những phần kinh thánh mà chúng tôi đã ghi ra cho anh chị em. Ở sẵn đây tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái chi tiết này để khích lệ chúng ta. Chúng tôi học hỏi và đã áp dụng trong đời sống qua tài liệu của Every Home for Christ, tức là mỗi gia đình cho Đức Chúa Trời, cho Đấng Christ, qua chức vụ của mục sư Đức Eastman. Đây là người mà Đức Chúa Trời người đã ban phước để qua cái sự cầu nguyện mà chúng tôi đang huấn luyện và chia sẻ với anh chị em. Bà thấy Liên bang Xô Viết sập, bà thấy bức tường Ba Linh sập, bà thấy khối Bắc Âu sập, đó là cầu nguyện. Bà đã thấy cửa sổ 10-40 được mở rộng cho kế hoạch của Đức Chúa Trời, và đã có 1 tỷ người trở lại tin Chúa ở trong những ngày của chức vụ và hội thánh của Chúa, tổ chức của ông đã được Chúa nghe sử dụng. Cho nên những điều này nó có một cái kết quả lớn lao rồi anh chị em. Công việc của chúng ta là học biết và áp dụng cho hoàn cảnh của chúng ta. Điều này dắt chúng tôi đến để chia sẻ với anh chị em các điểm cầu nguyện. Chúng ta, thứ nhất, tối hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Khải Tượng Việt Nam sẽ được cứu. Như tôi chia sẻ với anh chị em những cái chìa khóa, những cái bước mà hội thánh của Chúa ở tại Indonesia đã chia sẻ với chúng ta. Để Việt Nam được phước và Việt Nam làm nguồn phước, thì chúng ta, thứ nhất, chúng ta cần phải có một cái khải tượng và thấy được rằng Việt Nam có thể được phước. Nếu chúng ta không thấy điều này, nếu chúng ta thối thác và chúng ta nói rằng Việt Nam vô tín, Việt Nam cứng lòng đối với Đức Chúa Trời, đối với tin lành của Chúa, chúng ta không thấy được cái khải tượng là dân tộc của chúng ta có thể được cứu đó, thì lời cầu nguyện của chúng ta không có lửa và không có nhiên liệu. Amen anh chị em. Nếu chúng ta không có đức tin để thấy người thân của chúng ta được cứu đó, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ là những lời cầu nguyện ẩm ơ. Nhưng mà chúng ta đéo đuổi, chúng ta tin rằng người thân của chúng ta sẽ được cứu và chúng ta sẽ chiến đấu. Cảm ơn Chúa. Hôm trước nói chuyện với một người, thì khi tôi chia sẻ là bà ngoại của tôi đã cầu nguyện cho sự cứu rỗi của ông ngoại của tôi lên đến 30 năm. Người này nói rằng, còn gia đình của tôi đã cầu nguyện cho người thân của mình tin Chúa 40 năm. Nếu không có khải tượng rằng người thân của mình sẽ được cứu thì chúng ta cầu nguyện được một vài ngày, rồi chúng ta buông tay bởi vì chúng ta không thấy họ có thể được cứu. Người cầu thai chúng ta phải ngày đêm, như lời của Chúa dạy chúng ta đây, không bao giờ nín lặng. Cho đến chừng, cho đến chừng, chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện cho đến chừng. Amen anh chị em. Em xin Chúa ngài cho để khải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Chúng ta cầu xin Chúa là gieo khải tượng này trên tất cả các lãnh đạo, mục sư, hội thánh của Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Dám tin rằng sẽ có nhiều người Việt Nam tin Chúa. Ước mơ của chúng ta là người Việt Nam, sớm người Việt Nam tin Chúa được lên thiên đàng đông hơn người Việt Nam xuống quả ngục. Anh chị em dám tin điều đó, thì anh chị em sẽ thấy rằng mình có thể tự khích lệ chính mình trong sự cầu nguyện. Không cần phải nghe một bài giảng, ông mục sư khích lệ, động viên mình thì mình về mình cầu nguyện một vài ngày, rồi xong mình bỏ qua một bên. Nhưng mình sẽ tiếp tục đeo đuổi bởi vì mình có khải tượng và muốn thấy dân tộc của mình nhiều người được cứu. Xin Chúa ngài ban phước. Và anh chị em cầu nguyện để chính Chúa ngài sẽ gieo khải tượng này vào trong tấm lòng của tất cả các mục sư cũng như lãnh đạo của Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Anh chị em dám xin điều đó không? Xin đi rồi Đức Chúa Trời ngài sẽ làm. Thứ hai, chúng ta cầu xin có một sự hiệp nhất giữa Hội Thánh của Chúa. Kẻ thù rất sợ chúng ta hiệp một. Rồi nó biết rằng khi nó chia rẽ được chúng ta, người Mỹ có một cái câu nói mà chúng ta thấy rằng người Pháp họ đã áp dụng nó trên đất nước Việt Nam của chúng ta và đã thành công trong một thời gian rất là dài. Đó là divide conquer. Chúng ta chia nó ra thì chúng ta có thể chinh phục nó. Thì cái ý này đã được áp dụng cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Người Pháp họ đã chọn một cái thái độ và một cái kế hoạch của họ. Họ lấy cái chữ vương. Chữ vương ở trong tiếng Hán Việt nó có 3 cái gạch ngang và 1 cái gạch sổ xuống. Mà nếu là vương là dương là con dê đó, thì nó có 2 cái móc ở trên, 2 cái sừng ở trên. Nhưng mà chữ vương mà cho vua đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ có 3 cái gạch và 1 cái gạch sổ xuống. Thì người Pháp họ đã đưa một cái chiến thuật này, rút ruột vương.
tức là kéo ông vua ra khỏi, chia đất nước Việt Nam chúng ta làm ba miền và tạo những cái mâu thuẫn giữa ba miền với nhau để không miền nào thích miền nào hết đó. Nó sẽ cai trị Việt Nam của chúng ta. Và nó đã thành công trong công việc này. Chia rẽ, không hiệp một, thì chúng ta thấy rằng nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà hiệp lại với nhau thì sức mạnh rất là lớn. Nhưng chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài ban cho sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa. Bởi vì chúng ta cần nhau. Khi chúng ta làm việc chung trong một đội hình thì chúng ta làm nhiều việc hơn là chúng ta làm một mình. Khi chúng ta cùng nhau hiệp nhất làm việc thì có một sức mạnh rất là lớn. Và tôi chia sẻ với anh chị em nhiều lần và xin Chúa Ngài cũng ghi điều này trong tấm lòng của chúng ta, để trong sự cầu thai chúng ta trực diện với sự chia rẽ và chúng ta đánh nó cho đến chừng nó không còn có cái cơ hội này để làm việc trong hội thánh của Chúa nơi chúng ta sinh hoạt. Bởi vì sự bình an hiệp một của hội thánh của Chúa là nguồn của phước hạnh cho gia đình của chúng ta. Nếu hội thánh của Chúa mạnh mẽ, gia đình của chúng ta sẽ được phước. Cảm ơn mình chị em, con cái của chúng ta sẽ được phước. Cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa cũng sự hiệp một. Chúng ta nhớ đến câu chuyện khi loài người lúc bấy giờ sau cơn đại hồng thủy, họ đã hợp lại với nhau để họ làm một cái kế hoạch. Bây giờ mình phải xây một cái tháp lên đến tận trời. Trong khi Chúa Ngài ra lệnh đó là phải sanh sản thêm nhiều và làm đầy dãy đất. Thì họ bây giờ họ có một kế hoạch chống lại với ý của Đức Chúa Trời, đó là gom lại ở chung với nhau. Rồi họ không muốn cái việc là có thể chết qua cái nước lụt nữa. Cho nên họ muốn xây một cái tháp lên đến tận trời, cao đến như vậy đó, để khi có nước lụt là họ cứ đi lên. Đó là lý do tại sao Chúa Ngài ngăn chặn công việc. Vì chúng ta để ý đến điều này, Đức Chúa Trời Ngài có lời hứa của Ngài. Ngài đặt một cái móng, một cái cầu vồng ở trên bầu trời, và Ngài nói với Noe rằng Ngài sẽ không hủy diệt loài người bằng nước lụt nữa. Trên đường lên đây thì tôi vừa ra khỏi nhà thì nhìn lên bầu trời, thấy có một cái rainbow, có một cái cầu vồng đẹp tuyệt vời và nó rất là rộng, tôi chưa bao giờ thấy. Tôi biết rằng tôi sẽ chia sẻ điều này trong buổi tối hôm nay, và như Đức Chúa Trời Ngài đi trước và Ngài xác nhận rằng con đã nghe đúng, và ta muốn để một cái dấu ở trên bầu trời để con biết. Và tôi liền gọi về cho các con, và nói các con bước ra phía sau nhà, nhìn lên bầu trời các con sẽ thấy một cái rainbow tuyệt vời. Chúa như vậy. Nhưng mà những con người này họ đã xem thường cái lời hứa của Chúa, và bây giờ thì họ muốn nắm mọi việc ở trong cái quyền kiểm soát của họ, muốn xây một cái tháp cao như vậy. Thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau, rằng thì chúng ta hãy ngự xuống và xem. Này một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ, và bây giờ việc chúng con định làm thì không còn chi có thể ngăn cản được. Một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và con định làm một việc, thì Đức Chúa Trời Ngài nói chính Ngài cũng không can thiệp vào trong việc ngăn cản, bởi vì những cái quy định Chúa Ngài đã định. Và dĩ nhiên là Chúa Ngài có thể sửa ngôn ngữ như chúng ta đã thấy, và kế hoạch đó đã không thành. Chúng ta cầu thai để đất nước Việt Nam của chúng ta, nhất là hội thánh của Chúa, thì có cùng một ngôn ngữ. Một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và toàn định làm một việc để thấy Việt Nam được cứu, thì không gì có thể ngăn cản chúng ta được. Nên hỏi những người cầu thai, tôi khuyến khích anh chị em là cầu nguyện điều này và sống ở trong thái độ của một người luôn luôn giữ sự hiệp nhất và không để bất cứ lời nói hành động nào của mình gây sự chia rẽ cho hội thánh địa phương cũng như cho hội thánh chung. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba, đây là điều mà chúng ta ao ước xin Chúa cho. Chúng ta cầu xin Chúa ban 595 tường thành của những người lính canh. Theo như tài liệu của Every Home for Christ, thì mục sư Rick Eastman đã được Chúa Ngài hướng dẫn như tinh thần của Esai 62. Chúa Ngài sai phái ông đến với một cái thành phố rất nhỏ ở tại nước Anh. Và Chúa Ngài bảo ông hãy đến đó và xây dựng một cái vách tường cầu nguyện của những người cầu thai ở tại đó. Và Chúa Ngài đã ban phước. Rồi Chúa Ngài dẫn dắt những cái bước rất là kỳ diệu. Khi Chúa Ngài nói cái tên của cái thành phố đó, thì ông không ngờ là nó có mặt ở trên thế giới này, vì ông chưa bao giờ nghe. Nhưng mà khi ông kiểm chứng lại thì ông thấy tại nước Anh có cái thành phố này. Và Chúa bảo rằng tại đó có những con người đang quỳ gối cầu nguyện.
Con hãy đến gặp gỡ và giúp đỡ cho họ để họ có thể xây dựng một cái vách thành. Trên đó có những con người cầu thai. Building a wall with intercessor. Ông vâng lời. Sau cái sự hướng dẫn kỳ diệu của Chúa, cuối cùng ông gặp một bác sĩ ở tại cái thành phố đó. Vì bác sĩ này cho biết rằng đúng như vậy. Không bao lâu trước khi ông liên lạc với chúng tôi, Đức Chúa Trời có gieo vào trong tấm lòng của chúng tôi phải cầu nguyện cho thành phố của mình. Nên bây giờ thì chúng tôi biết rằng Chúa Ngài đã sử dụng ông để xác nhận chúng tôi nghe là nghe đúng. Anh chị em đi đâu khi chúng ta cầu thai đó, chúng ta nhớ cái nguyên tắc này. Đó là được sinh ra trong tấm lòng của Chúa Cha. Và chính Chúa là đấng khởi xướng. Ngài muốn làm một công việc, nhưng mà Ngài tôn trọng cái quy luật mà Chúa Ngài đã định. Ngài dựng nên lời người chúng ta để họ cai quản quả địa cầu này. Chúa Ngài muốn thực hiện một công việc, thì Ngài đi tìm những con người có tấm lòng cầu thai. Ngài đặt cái điều đó trong tấm lòng của họ, hay là phán dạy họ. Và Chúa Ngài chờ đợi để những con người cầu thai này sẽ đáp ứng lại và nói với Chúa rằng con sẽ nắm lấy điều này và con sẽ cầu nguyện. Người đó sẽ đứng vào trong vị trí của người cầu thai theo như điều đã nhận được từ nơi Chúa hướng dẫn. Và trong lời cầu nguyện, trao quyền pháp lý cho Chúa và mời Chúa can thiệp vào thành phố của mình, hoàn cảnh của mình, quê hương đất nước của mình. Này Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm thành điều Ngài toan định làm. Cái vị trí của sự cầu thai của chúng ta là rất là quan trọng là như vậy. Chúng ta cầu nguyện, Chúa Ngài sẽ cho Việt Nam của chúng ta, khi mọi việc được hoàn tất, chúng ta sẽ có 595 tường thành của những người lính canh. Ở thời điểm đó, thì cầu nguyện 24 giờ đồng hồ một ngày, 7 ngày trong tuần, thì người ta chưa được những cái phước hạnh như ngày hôm nay qua một cái đội ngũ của nhiều người cầu nguyện. Mô hình người ta Indonesia có khác một chút, nhưng mà tôi mời anh chị em để chúng ta suy nghĩ một điều rất là căn bản. Đó là mỗi một cái tường thành như vậy, gồm có 168 người ở trong tường thành. Mỗi người chịu trách nhiệm cầu nguyện 1 giờ đồng hồ ở trong tuần. 24 tiếng đồng hồ một ngày, 24 người, 7 ngày trong tuần cộng lại, chúng ta thấy là 168 người để có thể lên ca để cầu nguyện cho cái vách tường đó, hay lướng trên vách tường đó để cầu nguyện. Và chúng ta ước mơ rằng Chúa Ngài sẽ ban cho một đạo quân cầu thai có nhất là 100.000 thành viên. Chúng ta chia 168 ra cho 100.000, chúng ta sẽ có trên dưới 600, tức là 595 tường thành. Anh chị em nói như vậy thì 12 giờ mà chúng ta thức ở tại đây thì có thể làm được, còn 12 giờ kia thì sao? Anh em chúng ta tại Việt Nam có thể yểm trợ chúng ta về đó. Vì tôi nói chúng ta cầu nguyện để Chúa cho có sự hiệp một. Chúng ta sẽ nối kết với các chức vụ cầu nguyện ở tại Việt Nam. Anh em của chúng ta sẽ chịu trách nhiệm khi chúng ta ngủ là họ thức, bởi vì khác nhau 12 tiếng đồng hồ. Như vậy, việc này có thể thực hiện được. Chúng ta, nếu chúng ta muốn là mình sẽ chịu cái trách nhiệm để cầu nguyện mỗi ngày một tiếng đồng hồ, thì chúng ta cũng có thể thực hiện điều này. Thì chúng ta cần 24 người, mỗi người chịu trách nhiệm một tiếng đồng hồ. Chúng ta chịu trách nhiệm 12 giờ đồng hồ, kể như là các cái canh của sự sống của chúng ta ở tại nước Mỹ này. Và chúng ta kêu gọi một sự hợp tác của các anh chị em ở tại Việt Nam để họ sẽ chịu trách nhiệm 12 giờ đồng hồ trong lúc họ thức. Thì tôi tin rằng chúng ta có thể thực hiện được. Và khi Chúa Ngài ban phước, thì chuyện của lịch sử đã kể lại cho chúng ta. Hội thánh của Chúa ở tại thành phố Leicester đó, họ đã thực hiện được cái vách tường đầu tiên. Chúa Ngài ban phước, sự vận hành của Chúa bắt đầu diễn ra trên thành phố đó. Chúa cho nó được chia sẻ ra và những thành phố lân cận bắt đầu họ đáp ứng lại. Và nhiều cái tường thành khác được mọc lên. Và ở tại Hoa Kỳ này thì cũng có nhiều cái tường thành đã được Chúa Ngài ban phước để qua chức vụ của mục sư Dick Eastman đã được thành lập. Và cuối cùng liên đới với nhau, nước Mỹ cũng như Âu Châu cầu nguyện. Thì Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc. Những điều rất là kỳ diệu. Đức Chúa Trời dấy lên một lãnh tụ ở tại nước Nga, Liên bang Xô Viết lúc bây giờ, Gorbachev. Và ông có một cái tư tưởng muốn thay đổi. Ở tại Mỹ này, Đức Chúa Trời Ngài dấy lên một vị tổng thống. Mà khi ông ra tranh cử, người ta nói thằng hề bây giờ muốn làm vua. Bởi vì ông là tài tử đóng phim. Ông sĩ Ronald Reagan. Và Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt để hai con người này gặp nhau. Và Ronald Reagan, ông đã có một cái ảnh hưởng trên Gorbachev. Và cuối cùng thì chúng ta thấy việc còn lại đã là lịch sử. Một cái con gấu mà người ta nói rằng không thể nào có thể ngăn cản bước tiến của nó được. Đức Chúa Trời có thể dấy lên một người lãnh đạo đi vào trong đường hướng của sự thay đổi. Thay đổi cả một cái liên bang Xô Viết như vậy. Đó là lịch sử. Vì khi Đức Chúa Trời Ngài ban phước và họ được khích lệ, thì họ nghĩ đến bức tường Ba Linh
Nó đã đem lại bao nhiêu sự chia rẽ, đau khổ của những gia đình, của nhiều khi cha mẹ thì ở bên này của bức tường, con cái thì trong cái thời bị chia rẽ đó lại ở phía bên kia của tường. Bởi sự cầu thai của Hội Thánh của Chúa, cái tường Ba Linh cũng đã được đập vỡ đi. Và Chúa ngài cho họ được khích lệ. Họ sẵn sàng những toán người để đi cầu nguyện cho một cái khải tượng. Mà trong lúc các mục sư ở tại Colorado Springs họ họp lại với nhau để chuẩn bị một kế hoạch để thấy thế giới này được thay đổi, thì các bà cầu thai ở cái phòng kế bên cạnh, trong lúc họ cầu nguyện thì nghe Chúa ngài bảo rồi hãy cầu nguyện qua cửa sổ. Nếu bạn chạy qua báo cho các mục sư nói rằng chúng tôi đang cầu thai thì nghe Chúa ngài hướng dẫn đó là hãy cầu nguyện qua các cửa sổ, thì có một mục sư cũng được sự mặc khải từ nơi Chúa rằng cửa sổ nên là cửa sổ gì. Họ có một cái bản đồ thế giới ngay trước mặt và họ xếp lại làm bốn. Họ mở ra trở lại, lấy cái viết chì chấm vào ở trong cái trung tâm của cái bản đồ đó. Qua cái điểm của các đường chéo thì họ thấy được một điều, đó là tất cả các quốc gia mà Tin Lành của Chúa chưa được phát triển, nó nằm ở trong vị tuyến 10-40. Cho nên cái phong trào cầu nguyện của cửa sổ 10-40 đã được sinh ra. Và họ đã tìm hiểu và đã chấm điểm 100 thành phố quan trọng nhất của cửa sổ 10-40 này. Và có những toán người đổ bộ xuống ở những thành phố đó và đi bộ cầu nguyện. Thì kết quả ngày hôm nay chúng ta nhìn lại từ cái cửa sổ 10-40 đó, gần 1 tỷ người trở lại tin Chúa. Bắt đầu bằng những tường thành. Mà Đức Chúa Trời ngài nói rằng, hỡi Jerusalem, trên các tường thành ngươi, ta đã đặt lính canh. Suốt ngày và đêm họ sẽ không bao giờ nín lặng. Hỡi những kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, đừng nghỉ ngơi chút nào. Cũng đừng để ngài nghỉ ngơi cho đến khi ngài tái lập Jerusalem và dùng nó làm sự ca ngợi trong khắp đất. Xin Chúa cho điều này. Buổi tối hôm nay chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời ngài sẽ làm. Ngài sẽ gieo cái khải tượng này trong tấm lòng của nhiều lãnh đạo, của các tổng hội ở tại Việt Nam, của các mục sư Việt Nam, để rồi chúng ta, nếu Chúa cho phép, làm gạch nối, làm người để chúng ta có thể đứng vào cái chỗ mà Chúa ngài cho chúng ta có được. Tôi nhìn lại và đặt câu hỏi là tại sao trong 2 thập niên qua Chúa ngài lại giao cho BBC của chúng ta một cái trách nhiệm để đứng ra tổ chức Đại hội Phục Hưng. Sau một thời gian Chúa ngài cho chúng ta lại có khái tượng là đem Đại hội Phục Hưng đến gần Việt Nam của chúng ta, Phục Hưng của Đông Nam Á. Và có rất là nhiều những cái mối quan hệ, những cái kết nối mà Chúa cho tôi được đứng ở giữa cái kế hoạch đó. Hôm thứ Năm tuần rồi, có một một tác giả, ông viết rất là nhiều sách và ông được một cái cơ quan xuất hành, phát hành sách đề nghị ông là đến Houston để viết một quyển sách về Cơ Đốc giáo tại thành phố Houston. Thì ông cầu nguyện và Chúa ngài hướng dẫn với ông để tìm gặp các mục sư mà đã từng đứng ở trong những cái vai trò khác nhau để thấy công việc lớn mà Chúa làm. Thì cảm ơn Chúa tôi được chọn trong số của những mục sư đó. Nhất là cái vị trí của tôi trong vai trò của 5 mục sư bị bà thị trưởng lúc bây giờ cho trác tòa để đòi chúng tôi phải giao nộp tất cả những bài giảng mà mình đã giảng nghịch lại cùng với những người tín dục đồng giới. Cái điều mà ông thắc mắc, ông đặt câu hỏi và tôi cũng thắc mắc với Đức Chúa Trời là chúng tôi nghe rất là nhiều người và đặt câu hỏi là nếu tại Houston này có một cái người nào mà tôi phải phỏng vấn cho bằng được để hiểu về Cơ Đốc giáo tại thành phố Houston thì đa số họ nói là phải đi tìm mục sư Huỳnh Quốc Khánh. Thì họ đặt cái câu hỏi, ông đặt cái câu hỏi nữa là ông là ai mà lại có cái vị trí ở trong ban lãnh đạo của chức vụ này, ban lãnh đạo của tổ chức kia. Thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ trung tính làm cái gì mà tôi cảm nhận Chúa ngài hướng dẫn và quản lý tốt các mối quan hệ với những người mà có cùng một tấm lòng như tôi khi đến thành phố Houston này. Khi thấy tình trạng băng ngoại, khi thấy tình trạng xuống dốc của Hội Thánh của Chúa và xã hội, thì chúng tôi nhớ đến một điều mà bà ngoại của tôi đã dạy dỗ và nhắc nhở. Dĩ nhiên là cái áp dụng nó khác hơn, nhưng mà tôi thì tôi áp dụng vào trong công việc của nước Mỹ này. Đó là con ăn cây nào con nhớ rào cái cây đó. Con nước con phải nhớ nguồn, ăn trái con phải nhớ kẻ trồng cây. Bà ấy muốn dạy tôi
phải có một đời sống của một cái người biết ơn mà biết được cái nguồn của những phước hạnh của mình đến từ đâu. Và khi đến thành phố Houston này, thú thật với bạn chị em, tôi trở nên một cái người để giống tiếng chuông và kêu gọi hội thánh của Chúa chung để cầu nguyện cho sự phục hưng. Bởi mình thấy nó quá tệ. Mà lúc bây giờ thì tôi thường dùng cái danh từ mà các anh em trong VBC chúng ta nhiều năm nhớ. Chúng ta đến Houston này vào cái thời nhà mạc, mặc rẹp. Vì chúng ta nghe những điều hết sức là phước hạnh trước đây. Đó là xe không cần phải khóa, nhà cũng không cần phải khóa. Mà ngày xưa người ta bán kẹo đó anh chị em, là người ta để cái bàn ở bên vỉa hè đó, để kẹo tại đó. Và nếu họ không có mặt tại đó thì họ cũng vẫn an tâm là không ai lấy của mình, để luôn cái thùng tiền ở tại đó, để người mua đó mà cần phải thối họ có thể lấy trong thùng tiền đó để thối. Nhà đó không còn nữa phải không? Ngày hôm nay mình để như vậy là cả cái bàn lẫn kẹo lẫn thùng tiền của mình nó lấy hết luôn, phải không? Ngày xưa thì không như vậy. Ngày xưa người ta ngủ, người ta không cần phải đóng cửa nhà của mình, không cần. Nhưng mà ngày hôm nay hay là cái thời mà chúng ta đến tới năm 1980 mà đến Houston này đó, thì bắt đầu là người ta phải khóa 2-3 cái ổ khóa rồi. Có những cái khu mà chúng ta phải làm, tiếng Anh dùng cái khóa mà khóa chắc, cái deadbolt đó, là người ta làm cho 3 cái luôn. Rồi còn làm thêm cái sợi xích nữa để cho nó an toàn. Tối ngủ là có nhiều gia đình Việt Nam của chúng ta là làm thêm một cái khóa an toàn hơn nữa. Đó là trên một cái bàn hay là cái gì đó ngay cái cửa chính của mình. Mình biết ơn Chúa vì các giáo sĩ khi đến Việt Nam đã đem lại một ảnh hưởng rất là lớn. Họ kể là những câu chuyện cũng như chúng ta đọc về các cơn đại phấn hưng ở tại Mỹ này. Chúng ta biết ơn Chúa vì họ đã được ảnh hưởng bởi sự phục hưng và họ đã từ bỏ cái sự sống hết sức là du dật và tiện nghi này để đi qua cái xứ Việt Nam của chúng ta, ở đó học tiếng Việt, giảng Tin Lành cho người Việt của chúng ta. Và có những người đã chết mà mồ chôn của họ ở tại Việt Nam của chúng ta. Và khi chúng ta đến đây thì chúng ta thấy con cháu của họ thì bây giờ đã xa ngã. Chúng ta đến đây chúng ta hưởng được rất là nhiều cái phước hạnh. Mình chưa có đóng một cái đồng thuế nào. Mà cái luật của nước Mỹ này đã ban hành trước khi chúng ta đến đây đó. Cái luật an ninh xã hội. Chúng ta được nhận vào, được tị nạn, được ở nước Mỹ này. Thì dù mình chưa đóng một đồng xu nào, mình vẫn có thể nhận được những cái phước hạnh của những người đã đóng thuế, những người đã xây dựng đất nước này để mình hưởng được. Thì tôi nhận một cái trách nhiệm đúng theo lời của ngoại của tôi dạy, đó là ăn cây nào rào cây đó. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Mà Chúa cho trong cái sự tương nhau tìm kiếm sự phục hưng của Chúa đó thì Chúa cho được nối kết với nhiều chức vụ. Đại hội phục hưng tại Houston, Đông Nam Á, Âu Châu, Việt Nam khiến cho chúng ta có rất là nhiều cái kết nối với người Việt Nam. Để ngày đầu chúng ta có các mục sư, các con cái của Chúa từ Úc Châu qua đây để dự đại hội với chúng ta. Canada, Đức Quốc, Pháp, vân vân. Rồi Việt Nam có những lúc hơn 100 mục sư qua đây để tham dự với chúng ta. Có những cái gạch núi mà Chúa ngài ban phước. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngài sắp đặt chúng ta vào trong vị trí đó vì ngài toan định sử dụng chúng ta để tiếp tục làm gạch núi. Và lần này với một cái khải tượng, và xin Chúa cho để chúng ta cùng nhau đeo đuổi khải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Nó đến cái sự hạ mình đến trước mặt Đức Chúa Trời đó. Thì tôi chia sẻ những điều này không phải để nói lên bất cứ một điều gì về mình, nhưng mà bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Vì tôi biết rõ lắm, nếu không có sự can thiệp của Chúa thì tôi chết lâu rồi, ở đâu đó ở trên biển cả, ở tại hải phận quốc tế, khi chúng tôi rời khỏi Việt Nam, tàu của chúng tôi đã cập vào bến ở tại Malaysia, rồi chính phủ của Malaysia lúc bây giờ cho thuyền của hải quân của họ kéo trở ngược ra Biển Đông. Nhiều người chết ở trên thuyền. Tôi đặt cái câu hỏi làm sao, tại sao mình sống? Vì tôi sau khi xác nhận đức tin của mình ở trong Chúa Giêsu Christ, và xin Chúa, như Chúa để con sống, con sẽ dâng những ngày còn lại của cuộc đời của mình để chia sẻ về tình yêu và ân điển của Chúa. Và đeo đuổi cái lời hứa của mình trước mặt Chúa như vậy, bởi vì Chúa cho một cái mạng khác. Cho nên ngày hôm nay, còn sống ngày nào thì nhận biết một điều, đó là đây là cuộc đời Chúa cho vay mượn để được hầu việc Chúa. Cho nên không có gì để kiêu ngạo hết. Có nhiều người họ vô tìm hiểu chức vụ của tôi, họ bươi ra, coi ông này không có cái
kế hoạch hay là có một cái hidden agenda nào đây nào. Rồi tôi nói cứ bươi đi. Rồi sẽ thấy nó không có gì hết đó, chỉ có một cái tấm lòng của người biết ơn Chúa là Chúa cho mình sống. Đáng lý mình chết lâu rồi nhưng mà Chúa cho mình sống. Không biết đâu chừng như những lời tiên tri rằng Chúa dùng như là Joseph được Chúa cho qua trước xứ Ai Cập để cứu dân tộc của mình khi Israel còn trong trứng nước. Các anh của ông và ông là con của Jacob được Chúa nhờ đổi tên là Israel. Nếu Joseph không qua trước, họ chết đói ở trong cái nạn đói kém đó, thì Israel không có mặt. Biết đâu chừng Chúa ngài cho chúng ta qua trước đây để Đức Chúa Trời ngài cho, để chúng ta có thể tiếp xúc với là những chức vụ, với những đường lối, để chúng ta có thể học. Là một trong những điều mà trong những ngày đó lòng của tôi rất đau đớn khi nhìn thấy là hội thánh của Chúa người Việt Nam của chúng ta cũng như dân tộc của chúng ta đi sau các nước ở trên thế giới, hội thánh của Chúa nhiều nơi trên thế giới khoảng chừng 30 năm. Người ta đã nhận được bao nhiêu phước hạnh từ nơi Chúa rồi đó thì mình mới lẻo đẻo theo sau. Tôi ước mơ và cầu nguyện là Chúa cho chúng ta sẽ bắt kịp. Chúng ta sẽ sánh vai với các anh em của mình để cùng nhau thấy những phước hạnh từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi chia sẻ điều này để kích lại anh chị em. Chúng ta nắm bắt khải tượng và chúng ta cầu nguyện. Có ai nắm bắt khải tượng và nói amen với điều này? Cảm ơn Chúa. Cuối cùng chúng ta xin Chúa tiếp trợ tài chánh cho khải tượng này. Sẽ có những chuyến đi, sẽ có những kết nối, sẽ có những cái cơ hội để chúng ta mời gọi. Và có những anh em của chúng ta sẽ được bởi tài chánh Chúa ngài ban cho để có một chức vụ chọn thời gian để có thể điều động công việc này. Trong cuộc phục hưng ở tại Indonesia có một cái văn phòng được gọi là văn phòng của sự nối kết, The Link Office. Tại đó người ta có một cái khâu là tiếp tục dịch kinh thánh cho các cái ngữ tộc mà ở tại Indonesia chưa được nghe đến Chúa, vì họ có tới 10.000 cái đảo thôi. Ở tại đây cũng có những cái phương tiện mà người ta thành lập để khi thấy một hội thánh mà những người ngồi gác cửa ở ngoài đầu đường đó, khi thấy một toán thanh niên nó đang ngồi trên một cái xe pickup truck mà nó hùng hổ nó chạy vào cái hướng mà biết là ở trong đó có một hội thánh tin lành của mình đó, anh em liền điện thoại về cho văn phòng. Văn phòng lên tiếng thì trong nháy mắt họ điều động 1 triệu những người cầu thai đang làm công việc gì đó dừng lại quỳ gối xuống và cầu nguyện cho hội thánh đó. Thì kết quả sau này những người đi đốt nhà thờ cũng như bắt bớ và có những toán đã từng giết các mục sư đó, họ nói rằng khi họ vừa tới nơi là họ quay đầu chạy và thấy có những thiên sứ của Chúa cầm gươm và tay của họ thì họ câu lại với nhau vây xung quanh nhà thờ, thấy không bỏ chạy. Chúng ta cần văn phòng như vậy cho công việc của Việt Nam, để chúng ta có thể điều phối cái sự cầu nguyện và có những cái kế hoạch để con cái của Chúa có những điểm mà chúng ta biết để chúng ta có thể cầu nguyện trong 1 giờ đồng hồ. Thì không phải 1 giờ đồng hồ chúng ta ngồi đó cứ lặp đi lặp lại một cái lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng mà có những cái nhu cầu, có những điều cần biết để chúng ta cầu nguyện. Và cảm ơn Chúa, ở vòng người Việt Nam thì chúng ta có một số chức vụ đó rồi. Bây giờ chỉ là cần được yểm trợ và nối kết mà thôi. Anh em nghe chưa? Và chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta huấn luyện và dấy lên nhiều con người cầu thai như chúng ta đang ao ước ở tại đây. Thứ hai, mời hội thánh ban cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho sinh hoạt của VBC Houston trong tháng 6 này. Chúng ta có thánh kinh mùa hè. Hiện tại có một số các bạn đang lo vấn đề chuẩn bị để trang trí. Tối thứ 6 vừa qua, có cháu Cindy, con của cô Phương, đã ở đây suốt đêm. Thì cháu đi làm mà không có cái giờ nghỉ để có thể làm được. Cháu đến đây và ở đây để vẽ cái background qua đêm tối thứ 6. Rồi về nhà ngủ sáng thứ 7 rồi tối thứ 7 lại đến đây vẽ tiếp. Và thứ 6 này cháu sẽ tiếp tục làm công việc đó để hoàn tất. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo viên, cầu nguyện cho sự chuẩn bị để có thể đón tiếp các học viên để về dự thánh kinh mùa hè. Chúng ta cầu nguyện cho các học viên trong mỗi lứa tuổi sẽ về để tham dự trong sự bình an, trong phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng ta có lễ cha, Father Day. Chúng ta cầu nguyện để Chúa cho có những người cha
con có đi sinh hoạt với hội thánh tại đây mà con của họ đi sinh hoạt tại đây sẽ có cơ hội đến để được nghe lời của Chúa cũng như sinh hoạt với chúng ta ở trong ngày lễ trà. Thứ ba, xin nhớ và cầu nguyện cho Đại hội Liên hữu Ân tứ, bởi vì Chúa Ngài ban phước và tôi cũng là cố vấn cho Liên hữu Ân tứ. Các mục sư đã từng về để tham dự đại hội với chúng ta và quen biết với chức vụ của tôi. Họ thấy có một nhu cầu, đó là không phải tất cả mọi người đều có thể đến Houston. Bây giờ có một cái đại hội mà có thể đem đến gần những cộng đồng có nhiều con cái của Chúa ở Nam Cali, Bắc Cali, Atlanta và Pensacola. Và cảm ơn Chúa, khi họ trình bày và tôi thấy có một sự hướng dẫn từ nơi Chúa, họ xin phép để làm một bản sao chép của đại hội của chúng ta tại Houston này. Thì họ xin tôi làm cố vấn và tôi hứa với họ là sẽ giúp liên tục trong 3 năm rồi tính sao. Cảm ơn Chúa, 4 năm đã trôi qua và năm nay là năm thứ 5. Thì chẳng những anh em mời cố vấn, anh em còn mời giảng dạy. Và năm rồi thì có một vị mục sư thấy rằng những người trẻ không thể là cái chương trình trừ bị, nhưng mà phải là những chương trình chính. Thì họ thấy mục sư xem có ơn của Chúa, cho nên vì con cái của họ đã được phước của Chúa khi đến đây dự đại hội với chúng ta, nên đã mời mục sư xem cùng với chúng tôi làm diễn giả cho đại hội, hợp tác với một sư xem khác, Samuel Dương, một sư Dương Thành Long, để làm diễn giả. Có một cái nhu cầu cũng khá đặc biệt là qua những lời làm chứng của các anh chị em năm rồi ở tại Atlanta, năm nay rất đông người trong hội thánh của chúng ta muốn đi tham dự, thì chắc chắn là anh chị em sẽ được phước đó. Nhưng mà chúng ta gặp một cái trở ngại, đó là đi hết ai lo công việc ở nhà. Anh Thiện cũng đi, cho nên nãy chúng ta hiên thiện đến chảy là bao nhiêu cái thứ rối rắm của âm thanh và ánh sáng cũng như là trực tiếp truyền hình. Nếu chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài ban phước để đội ngũ của những người còn lại sẽ được ơn của Chúa và quán xuyến công việc khi các anh chị em đi vắng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cũng cầu nguyện để hội thánh, các con cái của Chúa còn lại ở nhà thì cũng sẽ nhóm lại một cách đông đủ và được phước của Chúa. Amen. Tôi xin mở điều này để anh chị em cầu nguyện. Chúa gìn giữ bảo vệ để không có cái sự bắn phá nó ra nó vào, nhưng mà có một sự yểm trợ. Thì lần này tôi chọn một trong những người con thuộc linh ở trong hội thánh và kháng kích với hội thánh trong tất cả những công tác mà chúng tôi giao cho. Thì cảm ơn Chúa, lần này tôi sẽ mời Dương Bình Minh sẽ chia sẻ lời Chúa ở trong Chúa Nhật đó. Cho lấy tiếng Anh và cho lấy tiếng Việt thì vợ là Phước Nguyên sẽ thông dịch. Đáng tiếc là tôi không có nhà để thấy Minh tấn tới trong công việc này. Minh là một trong những người mà khi chúng tôi mở những khóa huấn luyện trong vấn đề môn giảng dạy kinh thánh, chúng tôi đã huấn luyện 10 năm về trước mà đã được Chúa Ngài dùng rất là nhiều trong việc dạy thiếu nhi, dạy dự phần và dạy cho thiếu niên, những công tác mà Chúa Ngài giao cho. Đây là người mà không bao giờ nói không với những điều chúng tôi nhờ giúp đỡ. Cũng đã theo học một số môn trong chương trình iSum, cho nên có một sự trang bị. Và cái ngày mà tôi được Chúa Ngài hướng dẫn mời Minh là sau cái bài giảng chúng ta đào mương, Chúa Ngài sẽ làm đầy nước. Và Chúa nói rằng trong VBC của chúng ta có một người đã đào trung tính đào mương lâu rồi, bây giờ là đến lúc Chúa cho đầy nước để có thể trở nên nguồn phước cho nhiều người. Nên xin anh chị em nhớ và giữ Minh và Phước Nguyên trong sự cầu nguyện của chúng ta. Amen. Và nếu mà có ai đến mà nói cái gì, chúng ta xua đuổi những cái tư tưởng đó. Bởi vì chúng ta đã có một cái quá trình để quan sát đời sống và sự hầu việc Chúa của Minh Dương lâu lắm rồi. Để chúng ta biết ơn Chúa để Chúa cho có những người như vậy trung tín trong các công tác mà Chúa Ngài giao cho. Mình là một trong những người mà khi chúng ta có nhu cầu gì thì là luôn sát cánh với chúng tôi. Cho những lần nhà thờ bị người ta đập cửa kính thì 3 giờ sáng mình vẫn chạy lên đây hiệp tác với chúng tôi để có thể lấy ván che cũng như là bảo vệ cái cơ sở của chúng ta một cách tốt nhất chúng ta có thể. Và cũng có một lần là cùng với chúng tôi đứng thay những cái kính cho đến 5 giờ sáng mới trở về nhà. Thì tôi chia sẻ điều đó để anh chị em biết rằng đây là một cái quá trình của người trung tín trong những công tác và cũng đã đào mương vì chuẩn bị học hỏi trường kinh thánh để chờ ngày Chúa Ngài sử dụng. Amen anh chị em. Amen Chúa.
chúng ta bắt tay vào để chúng ta cầu nguyện trong thời gian này. Anh chị em hãy gõ cửa thiên đàng với chúng tôi cho Khải Tượng Việt Nam sẽ được cứu, cũng như cho các sinh hoạt của chúng ta trong tháng 6 này. Thì những cái phước hạnh mà Chúa Ngài cho sẽ cứ tiếp tục được Chúa Ngài cho được mở rộng càng hơn. Cảm ơn Chúa. Những cái sứ điệp mà Chúa cho trong những ngày qua đem lại gây dựng khích lệ cho rất là nhiều người. Xin Chúa Ngài ban phước cho trong ơn của Chúa. Hôm Chủ Nhật thì chúng tôi tràn đầy sự vui mừng khi thấy một nhóm hội thánh đơn giản là hiệp tác với nhau làm việc một cách kháng khích để chúng ta có một cái món bún bò Huế tuyệt vời và những cái món ăn thêm khác mà chúng ta thấy rằng rất là tốt đẹp. Và khi thấy các em kháng khích làm việc chung với nhau thì chúng tôi, những người lãnh đạo trong hội thánh, rất là cảm động, xúc động vì thấy rằng cảm ơn Chúa, đó là hình ảnh mà đáng phải có để chúng ta có một cái sự kháng khích, thông công, học hỏi lời của Chúa, chia sẻ những phước hạnh của Chúa và cùng nhau khi có nhu cầu thì có thể cùng nhau đứng chung để học về Chúa trong ơn của Chúa. Chúa ban phước lại trên các anh chị em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ từ một người bạn đồng đội và chúng ta cầu nguyện cho các nhu cầu này, và sau đó thì tôi sẽ lớn tiếng cầu nguyện để chúng ta kết thúc. Trong khi anh chị em cũng cầu nguyện trong quán của mình thì tôi cũng sẽ cầu nguyện lớn tiếng để các con cái của Chúa, các đầy tớ của Chúa vào cùng cầu nguyện với chúng ta, sẽ amen với chúng ta cho những công tác này. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã thấy điều gì đó trong chúng con. Ngài đã gọi chọn và giao cho chúng con làm những người Isaka cho Khải Tượng này. Khải Tượng Việt Nam phải được cứu. Việt Nam sẽ được cứu trong ơn của Chúa. Chúa cho để chúng con có thể chuẩn bị và đón nhận những gì Chúa Ngài sắp sửa làm cho dân tộc của chúng con. Cảm ơn Chúa vì những sự chuẩn bị, những kết nối mà Chúa cho chúng con có được trong suốt các thập niên qua. Và chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài sẽ tiếp tục hành động và làm việc để chúng con thấy phước hạnh của Chúa tuôn tràn. Chúng con xin Chúa Ngài sức dầu một cách tươi mới trên hết thảy anh chị em chúng con. Để chúng con ước mơ tại VBC Hiếu Sinh của chúng con sẽ có một tường thành của những lính cầu nguyện được xây dựng ở tại đây, ở trong ơn của Ngài. Tương thành của những người lính canh, để chúng con có thể có sự hiệp tác với các anh chị em của chúng con ở tại quê nhà, để chúng con sẽ hoàn tất 24 giờ đồng hồ, để chúng con sẽ có những người không im lặng, không làm thinh, nhưng sẽ cầu nguyện, sẽ nhắc nhở với sơ va về những lời hứa của Ngài. Lời hứa của Chúa rằng khi chúng con cầu xin thì Chúa sẽ ban cho chúng con các nước làm sản nghiệp. Và chúng con đã cầu xin, chúng con đã khi cầu Chúa để Việt Nam sẽ là sản nghiệp mà Chúa Ngài ban cho những người cầu thai. Việt Nam sẽ được cứu. Xin ban ơn Chúa giáo và điều động một đoàn người sức giàu khích lệ và giao Khải Tượng này, để chúng con thấy từ các chức vụ, từ các ủng hộ ở tại Việt Nam, các mục sư, những người lãnh đạo hội thánh của Chúa ở trong nước cũng như hải ngoại, chúng con sẽ có cùng một Khải Tượng này. Việt Nam sẽ được cứu, để chúng con thấy vô số người Việt Nam được chuyển vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng con tin rằng mỗi lần trong lịch sử của hội thánh của Chúa, trong lịch sử của dân sự của Ngài, Đức Chúa Trời chuẩn bị làm một việc lớn thì Ngài đã sắp đặt dân sự của Ngài đến ở trong một cái tư thế quỳ xuống để cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa Ngài đang dấy lên những con người cầu thai, và chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho để có 595 tường thành của những người lính canh, để Ngài đem chúng con luôn luôn có người lên ca để cầu nguyện, để chúng con nhắc nhở Đức Giê-hô-va về những lời Ngài hứa, về những điều mà Chúa Ngài đã hứa cho hội thánh của Ngài, đối với người Việt Nam của chúng con, cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tin thì cả nhà sẽ được cứu. Chúng con tin thì nhiều người sẽ bị phước xuyên qua cuộc đời chúng con. Khi chúng con trung tín quản lý các thứ ơn của Ngài ở trong những công việc nhỏ thì Chúa Ngài sẽ giao những việc lớn. Vương quốc của Chúa sẽ mở rộng. Và Chúa Ngài đã dạy chúng con cầu nguyện như là cầu nguyện mà Gia-bê đã cầu xin Chúa, thì Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng con thấy được rằng Ngài rất yêu thích những điều này. Chúng con xin Chúa Ngài nới rộng bờ cõi của chúng con, Ngài ban phước trên chúng con và nới rộng bờ cõi chúng con, để không phải chúng con chỉ được phước và giữ riêng cho mình, nhưng mà để dân tộc của chúng con được cứu, nhiều người sẽ được nghe đến tin lành cứu rỗi của Ngài và được cứu trong ơn của Ngài. Lạy Chúa, xin làm điều quá sức tưởng tượng của chúng con. Đấng đã hứa với chúng con trong lời của Ngài, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng con có thể làm trỗi lên vô cùng những điều chúng con có thể cầu xin và suy tưởng. Chúng con xin 100.000 những chiến sĩ cầu thai sẽ được dấy lên. Xin Chúa Ngài làm việc cho đời sống của anh chị em chúng con, những người làm ca đêm, những người có cơ hội để có thể thức đêm trong lúc những người khác ngủ, cũng sẽ được Chúa Ngài gieo Khải Tượng này để có thể tiếp tay với chúng con trong sự cầu nguyện. Và Ngài Chúa xin Ngài ban ơn để chúng con sẽ thấy
sẽ có những chiến binh cầu thai được đứng ở trên các tường thành để có thể cầu nguyện. Và chúng con thấy khắp đất nước Việt Nam của chúng con, tất cả mọi nơi, mỗi tỉnh đều có ít nhất là 10 tường thành này, để chúng con thấy nhiều người sẽ được phước. Công việc của vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng, bầu không khí thuộc linh được Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Và tại đó chúng con sẽ thấy người ta nghe tin lành của Chúa thì sẽ đáp ứng lại một cách tốt đẹp, vì họ không còn nằm với dưới quyền kiểm soát của Satan nữa, nhưng được tự do để quyết định cho chính mình để có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và Chúa là đấng nguồn tiếp trợ cho chúng con. Chúa tiếp tục ban phước và tiếp trợ cho chúng con về tài chính cho khải tượng này. Xin tiếp tục ban phước cho những anh chị em, những cơ đốc nhân có được khải tượng để yểm trợ cho công việc. Chúng con thấy khải tượng Việt Nam sẽ được cứu, sẽ được Chúa Ngài dấy lên ở khắp mọi nơi. Chúng con cùng nhau để ý đến, quan tâm đến khải tượng, dân tộc của chúng con sẽ được cứu. Ôi là Chúa xin ban phước, cảm ơn của Ngài. Chúng con sẽ thấy Chúa Ngài hậu thuẫn. Như điều Chúa Ngài đã hứa với chúng con, xin đi thì Chúa Ngài sẽ cho các nước làm sản nghiệp. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đã xin và bây giờ chúng con đón nhận sự đáp lời của Chúa. Ban phước tiếp trợ cho chúng con tất cả mọi sự, từ tài chính cho đến ơn quyền của Ngài, cũng như được ơn trước mặt Chúa và trước mặt hết thảy anh chị em của chúng con. Để các mối liên hệ, các chức vụ mà Chúa cho chúng con đã từng tiếp nối. Và đến lúc Chúa giống, chúng con xin Chúa là đấng thành tín, đấng đã hứa và xác nhận với chúng con trong lời của Ngài. Ai giờ giống chi sẽ gặt lời giống ấy. Cảm ơn Chúa về những ngày của gieo ra. Là Chúa xin ban ơn để chúng con khi chúng con gặt, anh chị em của chúng con sẽ cùng đứng chung với chúng con trong khải tượng này, ở trong ơn của Ngài. Lạy Chúa là đấng mà chúng con tin rằng Ngài có thể làm những việc mà con người chúng con không thể làm được. Là đấng có quyền để khiến một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ và toàn định làm một việc, đó là Việt Nam sẽ được cứu. Thế rồi không gì có thể ngăn cản chúng con được. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho hội thánh của Chúa trong những ngày qua. Những sự chuyển động mà Chúa Ngài làm việc, bắt đầu trong những giờ ngồi khen thờ phượng, những giờ cầu nguyện của chúng con, những giờ anh chị em của chúng con học hỏi lời Chúa trong hội thánh đơn giản, ở trong những giờ mà chúng con gõ cửa Chúa để chúng con có thể nhận được sự tươi mới trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để tháng 6 này chúng con sẽ thấy những kết quả lớn lao hơn nữa trong ơn của Chúa. Chúng con dâng thánh kinh mùa hè trong tay của Ngài. Các giáo viên đang chuẩn bị tài liệu, những người giúp đỡ trong đội ngũ của thánh kinh mùa hè được Chúa Ngài ban phước, từ việc trang trí cho đến những công tác mà các bạn đang chuẩn bị. Là Chúa xin ban ơn để chúng con thấy kết quả một thánh kinh mùa hè được ơn của Chúa, được sự ban phước từ nơi Ngài, để chúng con thấy nhiều học viên lần đầu tiên trong đời của mình sẽ có cơ hội để tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của đời sống. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng lễ cha trong năm nay, trong ơn của Ngài, trong tháng 6 này, trong ơn của Ngài. Xin Chúa ban phước. Lạy Chúa xin Chúa Ngài làm việc, đánh thức những người cha thuộc về VBC Houston, những người cha có liên hệ với VBC Houston vì con cái của họ đang đi nhóm lại ở tại đây mà họ chưa tin Chúa, chưa đến đây. Lạy Chúa xin Ngài làm việc để Ngài lễ cha sẽ có một sự bứt phá xảy ra. Họ sẽ được mời đến, lời của Chúa được rao giảng. Lạy Chúa Ngài cũng ban phước để sứ điệp sẽ đem lại khích lệ, để chúng con sẽ thấy có những người cha được Chúa Ngài ban phước để lại một di sản tốt đẹp cho con cái của mình, hoặc cho thế hệ kế thừa của chúng con được phước, được ơn ở trước mặt Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa. Xin ban ơn Chúa giáo, chúng con dân đại hội liên hợp ân tứ trong tay của Ngài. Xin ban phước, ban phước trên VDC Houston của chúng con, để khi chúng con ban cho cống hiến thì Chúa Ngài ban phước trên chúng con như lời hứa của Ngài, đó là ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Xin ban ơn để khi chúng con làm một sự xem các anh chị em ở trong hội thánh của chúng con đi đến Pensacola để dự đại hội và dự phần phục vụ tại đại hội, thì Chúa Ngài ban phước trên hội thánh vẫn hoạt động một cách điều đặn, tốt đẹp. Dù chúng con có vắng mặt, nhưng Chúa Ngài có mặt ở tại đây và Ngài vẫn hành động ở trên hội thánh của Ngài. Là Chúa con cầu nguyện như bao nhiêu lần con đã cầu nguyện, và Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng con. Và xin Chúa làm những phép lạ lớn hơn khi con ở nhà. Chúa làm những công việc mà lớn hơn, đặc biệt, để xác nhận cho hội thánh của Chúa rằng đây không phải là hội thánh của một cá nhân nào, nhưng hội thánh của Chúa. Và Ngài là đấng vẫn toàn quyền tẩy trị trên hội thánh của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu mà chúng con được về đây để được nhắc nhở về những công việc cần phải có, thái độ cần phải có trong tấm lòng của chúng con, để chúng con có thể đứng gần và được Chúa Ngài đón nhận, để chúng con được Chúa Ngài kêu gọi và chúng con đáp lại
thì chúng con có thể đến gần ơn phước của Chúa để nhận được ơn trong chị cô cần dùng để công tác cầu thai của chúng con sẽ được Chúa Ngài ban phước một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Ôi là Chúa và Đấng đã làm cho các dân tộc khác, làm cho một vùng của thế giới, làm cho một ảnh hưởng lớn lao cho cả thế giới của chúng con. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con đón nhận sự sức giàu ban phước của Chúa, và chúng con muốn thấy Việt Nam và Đông Nam Á của chúng con cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Và Chúa hứa rằng con voi của Indonesia sẽ chuyên chở ghé qua Việt Nam và chở Việt Nam của chúng con, để chúng con hội thánh người Việt Nam của chúng con sẽ cùng trở về Jerusalem, đem phước hạnh của Chúa trên đường về Jerusalem cho những gì mà Chúa Ngài đã đầu tư, Chúa Ngài ban phước để chúng con có thể làm người phước. Xin ban ơn để Việt Nam của chúng con sẽ thấy một sự ban phước lạ lùng của Chúa, để Việt Nam được phước và Việt Nam làm nguồn phước cho Đông Nam Á cũng như cho thế giới nữa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì trong ơn của Ngài chúng con tin rằng Chúa sẽ khiến hội thánh Việt Nam của chúng con theo kịp, để chúng con có thể sánh vai với các con dân của Chúa thuộc về các dân tộc lân bang của chúng con, để chúng con không còn đi lùi chậm bước nữa, nhưng sẽ theo kịp và cùng dự phần và công việc chung của hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới. Và bắt đầu là sự ban phước của Chúa cho Việt Nam, để ước mơ Việt Nam của chúng con cũng sẽ có dư dật tài chính để yểm trợ cho hội đồng cầu nguyện ở tại Lào ở trong năm tới. Hồi là Chúa xin làm với Chúa để hội thánh của Chúa thấy rằng chúng con đã nhận rất nhiều thập niên, bây giờ đến phiên của chúng con sẵn sàng xếp mình vào trong vị trí để nhận phước hạnh từ nơi Chúa, hầu chúng con có thể làm nguồn phước cho các đất nước của Đông Nam Á, của khối Đông Nam Á. Và lại Chúa xin ban phước để chúng con cũng thấy vô số người Việt Nam của chúng con trở lại tiếp nhận Ngài làm của Chúa để sống. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa, chúc tụng Ngài, hiệp lòng hiệp ý với các anh chị em của chúng con, tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, chúng ban phước cho anh chị em ở trong ơn của Ngài. Xin lỗi là chúng ta hơi trễ, nhưng mà xin Chúa bổ sức lại cho anh chị em. Nhiều Chúa Ngài ý định Ngài ban phước cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, xin kính chào các con cái của Chúa, các đại tớ của Chúa cùng vào cầu nguyện của chúng tôi. Xin cũng lấy phần bài giảng bài tải nó xuống và tiếp tay với chúng tôi cầu nguyện ở trong tuần lễ mới này. Chúa ở cùng với anh chị em, các đại tớ của Chúa trong phước hạnh từ nơi Chúa. Hẹn gặp lại trong các buổi cầu nguyện ở trong những tuần sắp đến của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.